trước khi đến Chimac, không chỉ chào quý khách, mà Chimac được biết đến là một thương hiệu phân phối các dòng sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Phần lễ khai trương, người Chimac sẽ gửi đến quý khách hàng tiêu dùng chính hãng giá sắt, phần lễ giá tặng vô cùng hấp dẫn. Dung lượng tặng một, giảm giá lên tới 20% cho tất cả các sản phẩm từ 63.000 đồng còn 31.000 đồng, và đông trùng hạ thảo từ 56.000 đồng chỉ còn 28.000 đồng, và tặng đen từ 54.000 đồng chỉ còn 27.000 đồng. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại người Chimac trong dịp khai trương, quý khách hàng còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ công ty thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Vina Multi Food. Hãy đến U Chimac ngay bây giờ để được sở hữu những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất với giá thành ưu đãi nhất và nhận được những phần quà hấp dẫn nhất từ U Chimac. Xin cảm ơn quý khách. Tương mừng giảm giá lên tới 50% nhân dịp khai trương cho tất cả các mặt hàng từ ngày 27/6 đến ngày 3/7/2021. Sử dụng U Chimac xin kính chào quý khách. U Chimac được biết đến là một thương hiệu phân phối các dòng sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Phần lễ khai trương, người Chimac xin gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi giá sốc, phần lễ và tặng vô cùng hấp dẫn. Mua một tặng một, giảm giá lên tới 50% cho tất cả các sản phẩm. Cà phê ngọc linh từ 79.000 đồng chỉ còn 39.000 đồng, cà hồng trâm từ 63.000 đồng chỉ còn 31.000 đồng, cà đông trùng hạ thảo từ 56.000 đồng chỉ còn 28.000 đồng, cà xạ đen từ 54.000 đồng chỉ còn 27.000 đồng. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại người Chimac trong dịp khai trương, quý khách hàng còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của công ty thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Vina Nutri Food. Hãy đến U Chimac.
đấy, thì là vị phẩm đến 1.3 độ.